huấn luyện viên Bồ Đào Nha chỉ ra vũ khí đặc biệt nguy hiểm của tuyển Việt Nam trước trận quyết định. Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha rất thận trọng và cho rằng khả năng chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của tuyển nữ Việt Nam là đặc biệt nguy hiểm với đội nhà. Trả lời hãng truyền thông RTP của Bồ Đào Nha sau buổi tập ngày 25 tháng 7, huấn luyện viên Francisco Neto của tuyển nữ Bồ Đào Nha tỏ ra rất thận trọng trước trận đấu gặp tuyển nữ Việt Nam vào ngày mai ngày 27 tháng 7. Nhà cầm quân này cho rằng tuyển nữ Việt Nam đặc biệt nguy hiểm khi chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công và đây là điều mà các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ phải cảnh giác cao độ. Khi thi đấu với Mỹ, đặc biệt là với Đức hay New Zealand, tuyển Việt Nam luôn có những tình huống đặc biệt nguy hiểm trong quá trình chuyển đổi trạng thái của mình từ phòng ngự sang tấn công. Đó là sức mạnh to lớn, là lực lượng tấn công mạnh mẽ của Việt Nam. Theo huấn luyện viên người Bồ Đào Nha, tuyển nữ Việt Nam có thể triển khai những đường lên bóng với tốc độ cao và yêu cầu các học trò phải giữ tập trung. Chúng tôi luôn phải cân bằng và tôn trọng đối thủ theo cách nhiều nhất có thể, bởi vì đây là World Cup và bất kể đội tuyển nào góp mặt ở đây đều có chất lượng tốt. Chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong trận đấu này. Đặc biệt là khi để mất bóng và khi tuyển Việt Nam thu hồi bóng và tổ chức phản công. Vị thuyền trưởng của Bồ Đào Nha còn khẳng định rằng ông nghiên cứu kỹ về tuyển nữ Việt Nam và đánh giá cao khả năng phòng ngự của toàn đội. Họ luôn chơi với một cầu thủ có sở trường phòng ngự giống như một libero, điều này luôn tiềm tàng những nguy hiểm với đối phương. Đội Việt Nam có rất nhiều thể lực, sẵn sàng bấm bóng dài để các cầu thủ bắn tốc độ. Họ còn có khả năng lấp kín những khoảng trống một cách nhanh chóng. Sau khi đưa ra nhiều lời phát biểu đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Francisco Neto cũng bày tỏ quyết tâm giành kết quả tích cực ở trận đấu ngày mai. Chúng tôi cần phải khắc phục những sai sót ở hai trận đấu tiếp theo. Chúng tôi vẫn còn cơ hội để giành 6 điểm. Nhưng hiện tại, trọng tâm của chúng tôi là tập trung cho trận gặp tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Francisco Neto cũng cho rằng toàn đội sẽ tận dụng sự quen thuộc với sân vận động Hamilton để thi đấu tốt nhất. Đó là sân vận động mà chúng tôi đã biết rất rõ. Nơi đây có thể coi là nhà của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng lợi thế này. Tôi hy vọng việc thi đấu ở đây có thể giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn và chiếm ưu thế. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.